Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Hôm nay thì khác với mọi khi, mình sẽ không quay những video giới thiệu cho quý vị và các bạn về những chiếc máy nông nghiệp nữa. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái phụ kiện rất là quan trọng đó, gọi là accessory, tức là cái phụ kiện bảo vệ các bạn khi mà sử dụng. Đây chính là chiếc mũ bảo hiểm của Husqvarna. Và những cái chiếc mũ này thì các bạn có thể thấy được qua video chúng tôi đang quay. Mũ này thì nó sẽ giúp các bạn thuận tiện trong cái khi mà các bạn lao động sản xuất. Ví dụ như là các bạn có thể đi cắt cỏ hoặc các bạn có thể đi cưa cây. Thì chiếc mũ này tất nhiên rồi, mũ nó bảo hộ cho các bạn phần đầu và phần mặt cũng như là phần tai. Các bạn thấy những dòng máy hai kỳ thì tua vòng cao, tiếng máy nó rất là ồn. Đôi khi các bạn cắt lâu trong cái thời gian thời tiết khắc nghiệt, thời gian dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái chức năng, cơ quan chức năng ở trên cơ thể mình. Đấy, hoặc là chỉ ảnh hưởng đến những cái gọi là gì nhỉ? Giác quan. Đúng rồi, ảnh hưởng đến những giác quan. Và đây là một trong những cái phụ kiện hiện tại thì các bác ở Việt Nam mình đang hơi không quan tâm, nhưng mà thực sự nó khá là quan trọng. Và các bạn thấy không? Những ông Tây ba lô ấy bao giờ nó cũng phun giáp luôn. Cũng thông cảm thôi, bởi vì sao? Bởi vì là cái kinh tế của những người tiêu dùng Việt Nam mình có không được dư giả như Tây ba lô. Do đó thì việc đầu tư những cái chi phí nó quá cao mà cái hiệu quả các bạn chưa nhìn thấy ngay thì là gần như là các bác không quan tâm. Rồi, ok, hôm nay tiện có khách đặt hai cái mũ này thì mình tiện quay luôn cho các bạn xem để các bạn tiện có thể theo dõi được. Mũ hu thì đợt trước mình về một lô thì cái lô đấy nó model khác nhé các bạn nhá, model khác. Cái lô đấy là nó không có hộp như thế này, model khác, còn lô này là model khác. Và các bạn có thể thấy lô này thì nó có hộp này. Đó, có hộp đàng hoàng luôn. Model này là model khác nhá. Và các bạn có thể thấy được đây là mũ chính hãng của Husqvarna. Ngoài vỏ thùng thì đây các bạn có thể nhìn qua luôn hình dáng của cái mũ sẽ như này. Có phần ốp tai để bảo vệ cho các bạn, vì những cái con cưa này độ ồn bao giờ đâu đó rơi vào tầm 113, 118 dB. Thì các bạn đeo những cái tai như này thì nó sẽ hạn chế tối đa. Đây các bạn thấy không? dB nó chỉ về 25, 18 này, dB 18 này, 25 này và 31 này. Nó chỉ có giải về đấy thôi. Đấy các bạn thấy không? Size thì 5364 này. Mũ này thì các bạn có thể thấy được Husqvarna này, Sweden này. Made in Sweden luôn. Anh em nhìn nhá. Made in Sweden là cái mũ này xuất ra là made in Sweden luôn. Đấy, nên là các bạn mua thì hoàn toàn yên tâm, đây là hàng chính hãng. Và tất nhiên rồi, hàng này nó cũng chẳng có hàng giả trên thị trường. Đây nó xuất ở rất là nhiều nước này. Đây các bạn thấy một loạt những cái danh sách, những cái nước mà Husqvarna mũ này có mặt này. Đấy các bạn thấy không? Rất nhiều luôn. Và mình sẽ tháo ra cho các bạn xem bên trong như nào. Cái mũ này thì giá rất là cao nha các bạn nhá, 850.000 đúng không nhỉ? 850.000 một cái mũ như thế này. Thì mình thấy thật sự luôn là nó khá là cao. Cái gì ở hãng mà không cao đúng không các bạn? Cái gì ở hãng cũng cao hết. Đồ ở hãng thì rất là cao. Các bạn thấy gần đây có những cái vụ lùm xùm ấy. Có những cái hãng mà nhét được cả con G63 vào cơ mà. Cũng là con trai của ta. Cái hãng mà nhét cái mũ này 8,5 vào thì cái hãng này vẫn là nhỏ, vẫn là nhẹ so với những cái hãng mà nhét hẳn con G63 vào. Rồi, anh em có thể nhìn này. Đây. Nói chung là mình up nhiều sản phẩm lên để cho các bạn có đa dạng sự lựa chọn. Vì là khách hàng không phải ai cũng giống ai đúng không? Các bạn nào mà cái tài chính của các bạn hạn hẹp thì các bạn có thể sử dụng những cái mũ mà giá thành rẻ thôi. Bán trên thị trường bây giờ chỉ có hơn 100 thôi. Đây, mũ của nó đây. Logo này hình cái mắt xích. Nó biến tấu của cái hình cái mắt xích cưa này, chữ Hus. Đấy. Đây lót này để tránh việc hấp hơi này, làm mát cho phần đầu của các bạn này. Phần chóp này, đây gọi là chóp nha anh em nhá. Cái chóp này thì lại sản xuất tại UK. Mũ này nó cấu thành từ chóp, từ lưới, từ tai. Các bạn hiểu chưa? Hoàn thiện sản phẩm bán ra cuối cùng là các bạn mua này thì là nó là lắp ráp tại Thụy Điển. Còn các chi tiết bên hu này cũng phải mua từ các nước khác. Đó, do đó thì nhiều bác lại thấy thắc mắc là ô tại sao chóp thì là made in UK mà mũ lại cái hộp này thì lại made in Sweden. Các bạn
đỡ bị mông lung khi mà mua hàng. Đây, trên những cái tai này có đầy đủ các thông số luôn này. Đây là tai chống ồn này. Nó giảm 70-80 dB cũng khá là ok đấy. Bác nào mà không quen ấy, bác nào mà qua thử thề luôn, đặt cái tai này vào lọt cái tai này, ù luôn, ù tai luôn. Thì chính với việc mà bảo vệ như thế thì giúp các bạn cưa cắt trong cái điều kiện hoàn cảnh gắt ga, độ ồn liên tục thì các bạn vẫn đảm bảo cái thính giác của các bạn vẫn hoạt động bình thường. Rồi, lưới để che. Việc các bác lại bảo vì sao không sử dụng mica, thì cái mica thì nó khiến các bạn bị hấp hơi, rồi để lâu nó xước, nó bụi, nó mờ. Còn đây là cái kính này, à cái này là cái lưới này. Lưới này thì giúp các bạn sử dụng nó sẽ thông thoáng hơn, gió máy thổi vào nó mát mặt. Lưới này các bạn nhìn không, nó ánh đồng, ánh hơi đồng đồng này. Không biết ở trên video các bạn sẽ nhìn thấy không, nhưng mà nhìn nó sẽ hơi ánh đồng này. Thì mình nghĩ là chất liệu lưới này nó đan rất là đẹp. Ok. Rồi, quay qua cho các bạn để các bạn xem. Lắp thì đơn giản thôi, các bạn lấy tai này, các bạn lắp vào đây nhá. Đấy, lắp vào đây. Xong các bạn lấy cái này, các bạn xỏ vào đây. Thế là xong, cái mũ rất đơn giản. Ok, mình quay qua cho các bạn để các bạn nếu mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Mũ này là 850.000 nhá các bạn nhá. Mũ hu thì nó có rất là nhiều mã. Và cái mã này là 850.000. Mình xem chính xác mã này là mã gì đây. Forest. Hermes. Đây, model của nó là MK2EVO nhá anh em nhá. Này, nón là MK2EVO. Protector thì là HP120. Còn lưới thì model của nó là V61 nhá. Đây, nó có model của từng chi tiết luôn. Chop Hermes, gọi là Hermes là MK2EVO. Protector là tai nghe đấy, là HP100-2. Đấy. Còn lưới thì là V61. Ok. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Rất hy vọng là cái video này mang lại được những cái kiến thức bổ ích, giúp cho các bạn có thêm những cái lựa chọn tốt hơn khi mà mua hàng, chọn được những dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Một lần nữa thì cảm ơn. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Mỹ Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.